Chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay là cái buổi thứ ba, nhưng mà theo lịch thì đáng lẽ là buổi sau chúng ta mới học sang cái dữ liệu danh sách, nhưng mà chúng ta học nhanh hơn một chút. Cho nên hôm nay đã buổi thứ ba tôi đã bắt đầu trình bày sang cái danh sách rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học xong một kiểu dữ liệu mới của Python, nó là dữ liệu là kiểu danh sách. Thì đây nó chính là tương ứng với là dữ liệu mảng, khái niệm mảng hay là dãy ở trong mà chúng ta đã quen thuộc ở trong Pascal. Như vậy là ở trong Python chúng ta dùng cái tiếng Anh nó dùng từ list, còn ở trong Pascal và C thì họ dùng cái từ array. Thì cái từ list này thì có người dịch trong sách giáo khoa cũng dịch là danh sách, còn từ array này trong sách giáo khoa cũ thì dịch là mảng. Đấy. Nhưng mà thực chất hai cái này nó là bản chất thì nó là một thôi, nó là cái kiểu dữ liệu nôm na chúng ta hiểu, đó là kiểu dữ liệu tuyến tính một chiều. Hai cái này thực ra nó là một, tất nhiên nó có sự khác nhau, sự khác biệt giữa một bên là Python, một bên là Pascal và C thì nó khác nhau về về cách định nghĩa, về rất nhiều thứ, nhưng về bản chất là nó là một. Cho nên mà khi mà tôi hay viết nó trong trong ngay cả trong sách, và trong khi mà tôi hay trình bày trong các cái lớp học ấy, thì tôi vẫn dùng cái từ danh sách, hoặc đôi khi tôi dùng cái từ mảng, hoặc đôi khi dùng cái từ là dãy, đều là một cả. Tất cả cái này đều đều quy về là kiểu dữ liệu list hết nhé. Đó, cái này tôi nói nhiều lần rồi, bây giờ hôm nay nhắc lại một lần nữa này. Tức là do là giáo viên chúng ta là tất cả đều quen với khái niệm mảng, đã dạy cho học sinh Pascal trong suốt 20 năm nay. Chúng ta quen cái mảng, tức là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ dạy làm quen với danh sách. Chúng ta thấy nó hơi khác một chút định nghĩa so với mảng của Pascal, cho nên rất nhiều giáo viên là từ chối, không dùng từ mảng, thậm chí còn tranh cãi, nghĩ rằng là cái list này là không phải là mảng. Đây là vấn đề, nó chỉ là nó thuần túy là thuật ngữ thôi. Đấy. Thì tôi nhắc lại một lần nữa là cái list này về mặt bản chất nó chính là mảng. Cho nên tất cả những cái bài toán ngày xưa chúng ta làm việc trên dữ liệu mảng, tất cả cái mảng một chiều và hai chiều đã được dạy cho học sinh trong suốt 20 năm qua, thì bây giờ cái dữ liệu cái những bài tập đó chuyển sang Python, nó chính chúng ta phải dùng cái list. Cho nên cái list này nó chính là mảng thôi, không có gì cả. Bản chất dịch trên đây dịch là mảng cũng không sai, dịch là danh sách thì nó sát với cái từ list hơn, dịch là dãy cũng được. Khi chúng ta làm việc với một cái dãy số, một cái mảng số, là dùng từ dãy là nó rất là quen thuộc. Cho nên tôi sẽ dùng cái từ là danh sách hay là mảng hay là dãy tùy theo cái trường hợp. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào cái định nghĩa luôn nhé. Chính vì cái định nghĩa của list ở trong Python nó khác với Pascal, cho nên là nhiều người là chưa quen. Chính vì chưa quen này dẫn đến cái chuyện chúng ta sẽ làm bài tập hơi hơi bỡ ngỡ, nó hơi hơi khó khăn một chút thôi. Nhưng mà theo tôi, các bạn cứ vào làm quen chỉ một vài tháng là cùng là chúng ta quen, rất quen, và chúng ta quen rồi thì thấy là cái khái niệm là mảng ở trong Python nó rất là đơn giản, thậm chí còn linh hoạt hay hơn là cái mảng ở trong Pascal và C. Đấy. Còn học sinh, tất nhiên học sinh thì họ không biết, trẻ con nó không biết là nó không biết Pascal, cho nên chúng ta không cần phải nhắc lại khái niệm mảng ở trong Pascal nữa. Chúng ta nói thẳng luôn sang khái niệm danh sách hay là mảng ở trong Python. Được rồi, thì tôi sẽ cùng chúng ta cùng nhau mô tả kiểu dữ liệu mảng nhé. Như vậy là mảng là một dãy các phần tử mà như vậy, và cách chúng ta khai báo rất đơn giản. Chúng ta khai báo một cái biến kiểu mảng. Chúng ta mô tả như sau: chúng ta đặt bằng dấu bằng, sau chúng ta mô tả trong một cái ngoặc vuông như này, từ cách nhau bởi dấu cách, ví dụ là 1,8,7,10. Đây là một cái mảng gồm có 3 phần tử. Thế như vậy là ngay từ đầu khi chúng ta định nghĩa nó cho em, chúng ta enter nhé, thì máy tính đã tạo ra một cái đối tượng dữ liệu là A, và nó là kiểu dữ liệu là list. Chúng ta dùng lệnh time, nghĩa là lệnh time luôn là cái lệnh để mà xem là đối tượng đó khi nó thuộc kiểu gì, cái biến A đó dữ liệu gì, thì nó cho cái này là nó dữ liệu là list.
Đó, như vậy là A là một cái biến dữ liệu kiểu list mà ngay từ đầu tiên chúng ta thấy là cách chúng ta tiếp cận, cách chúng ta định nghĩa là nó khác với đơn giản hơn, tức là khác với cái tư duy của Pascal. À, thì cái khái niệm list này ở trong Python là nó tư duy hoàn toàn theo cách mà chúng ta đã quen từ xưa đến nay đối với Python. Đó là gì? Đó là thứ nhất là không cần khai báo. Đấy, không cần khai báo kiểu. Chúng ta nhớ lại là mảng ở trong Python phải khai báo kiểu. Còn 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 ở trong Python không cần khai báo kiểu. Đó là một nhé, không cần khai báo kiểu. Cái thứ hai là không cần khai báo độ dài cho trước. Ở trong Pascal phải khai báo độ dài, ở đây không cần khai báo độ dài. Một ý thứ ba rất quan trọng nữa, nó nhắc lại ý thứ hai là nó là một dữ liệu list, là một là không cần khai báo, hai là không cần khai báo độ dài, tức là cái độ dài của cái dãy ở trong Python nó là động, nó không cố định. Đấy, chúng ta chú ý. Rồi, ý thứ ba nữa rất quan trọng là các phân tử của một cái list nó không phải là cùng một kiểu, không phải cùng một kiểu như là Pascal. Pascal chúng ta khai báo là một cái mảng, thế là hoặc là cùng là số nguyên, hoặc là phải cùng là số thực, hoặc là cùng là sâu. Thằng này thì không, thằng này là ở trong phân tử của nó là phân tử đầu tiên là số nguyên, thứ hai là số thực, phân tử thứ ba là một cái sâu, là một sâu. Đấy. Thứ tư có thể là một cái biến dữ liệu kiểu bool, tôi viết là 4 lớn 2 đấy, như này là một cái đối tượng dữ liệu kiểu bool. Rồi là có thể gì, có thể là một kiểu dữ liệu kiểu nó lại có thể là nó lại trước nó lại nó có thể là một nó là của nó lại là một list nữa. Như vậy nó là list mà lại trước cả list nữa. Như vậy B đây, ở đây B nhé, B chúng ta là này, B chúng ta là một cái list, một cái mảng gồm có là 1 2 3 4 5 phân tử. Phân tử thứ nhất là số nguyên, phân tử thứ hai là số thực, phân tử thứ ba là sâu, phân tử thứ tư là kiểu bool, phân tử thứ năm là lại là một cái list nữa. Nhưng mà nó rất là đa dạng, đấy là chuyện chúng ta chú ý. Như vậy chúng ta bây giờ chốt lại một chút với cái khái niệm là list hay là khái niệm mảng ở trong Python nhé, chúng ta chú ý nhé. Thì nó có một số sự khác biệt sau đây. Thứ nhất là không cần khai báo, viết lại cho chúng ta có thể ghi chép lại, không cần khai báo, không cần khai báo. Hai là nó có độ dài của nó, độ dài là tùy ý hay là độ dài động không cố định nhé. Thứ ba là các phần tử của cái dãy đó, các phần tử không cần có thể thuộc các kiểu khác nhau, thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau. Đây, chúng ta thấy như vậy là cái kiểu dữ liệu list ở trong Python đấy là nó có ba cái đặc thù này. Đây là ba cái đặc thù mà khác hẳn hoàn toàn so với khái niệm mảng trong Python. Cho nên chính vì vì sự khác biệt này mà rất nhiều giáo viên ấy, là cứ nghĩ rằng như vậy cái list này nó không phải là mảng, cứ tư duy là như vậy là mảng là khái niệm khác hẳn, còn cái list là một khái niệm khác hẳn. Đấy, cho nên đến tôi nhắc lại, đó là tư duy sai nhé, tư duy sai. Cái list này là, nó chính là thay mặt, nó chính là tương ứng cái khái niệm mảng ở trong một bất cứ một ngôn ngữ lập trình bậc cao nào, trong C, ở trong Pascal, trong bất cứ một ngôn ngữ nào đó đều có một cái đối tượng dữ liệu mà dùng để mô tả khái niệm mảng, mảng một chiều hay là mảng hai chiều. Thì trong ở trong Pascal thì nó chính là array, ở trong C chính là array, như ở trong trong Python nó là list. Thì tôi rất hay dùng từ mảng cho nó thuận tiện, khi mà cho nó đồng nhất, cho nó dễ dễ hiểu. Đó, thì khi mà đây chúng ta như vậy là A, B là các cái list đây. Vì list nó không, độ dài của nó là động, cho nên chúng ta có cái hàm rất quan trọng là hàm len. Len là mô tả cái độ dài của. Đó. Cái này là cái chúng ta chú ý nhé. Cái tư duy cái này rất đặc biệt đấy, cái là vì vì Pascal là chúng ta là cố định độ dài rồi, chúng ta trong quá trình chúng ta làm việc với dãy, chúng ta luôn phải muốn tính độ dài của một dãy, chúng ta muốn tính nhất, chúng ta phải luôn lưu một cái biến để mô tả cái độ dài của nó.
ra thêm biến thêm phân tử vào cuối, chúng ta phải tăng độ dài lên. Ở đây thì không, đây ta còn dùng cái hàm này, hàm này tự động nó sẽ tính được nhé. Được rồi, thế bây giờ như vậy là len, như vậy là len của A đây, len của B là, len của B là 5, được chưa? Đó. Thì như vậy đây là những sự mà tôi vừa nói xong cái định nghĩa chúng ta định nghĩa một cái tạo ra một cái biến kiểu thuộc kiểu dữ liệu là list. Đây, thì nó rất là khác biệt so với Pascal. Bây giờ tôi sẽ mô tả những cái định nghĩa tiếp theo là nó hoàn toàn giống giống Pascal này, giống nhất. Tức là chúng ta có thể truy cập từng phần tử một của một cái list và các chỉ số của nó được đánh số từ 0 trở đi, 0 đến len chỉ một đây. Tôi biết là A đấy nhé, A0 đây. A0 là A là 1 nhé. A1 là 8, A2 là 10. Đây. Tôi như này là A là cái này nhé, đây A. Có 3 phần tử thôi thì nó đánh số là từ 0 cho đến 2, 0 1 2. Còn B có 5 phần tử. Cho nên là các chỉ số của nó là từ 0 cho đến 4. Như vậy là các phân tử của một cái dãy, của một cái list ở trong Python đánh số từ 0 cho đến len, len trừ 1. Len là cái độ dài của nó trừ 1 nhé. Đó. Và như vậy cách truy cập chúng ta cũng dùng là cách truy cập chỉ số là chúng ta gõ cái biến này và đóng ngoặc vuông và bên trong là mô tả cái chỉ số của nó, một cái index nào đó trong này. Đây là cách chúng ta truy cập vào từng phần tử một của cái dãy đó. Cái mô tả này là giống hệt đối với Pascal. Tiếp theo nhỉ, chúng ta không những là chúng ta có thể truy cập mà chúng ta có thể thay đổi được. Ví dụ tôi thay đổi A đây, A0 đây, gán nó bằng 100 thì tôi thay đổi được cái giá trị của từng phần tử một của list. Thì cái này cũng là giống hệt Pascal. Thì như vậy khi tôi thay A0 bằng 100 nhé, thì A nó sẽ là đây, 8 và 10, được chưa? Vậy chúng ta có thể truy cập vào từng phần tử một của dãy. Được rồi. Thế bây giờ tôi mô tả tiếp theo một cái lệnh rất quan trọng mà bất cứ một dãy nào chúng ta cũng phải quan tâm là cái lệnh là duyệt từng phần tử một của dãy. Thì làm như nào? À, thì bây giờ tôi mô tả luôn các bạn nhé. Thì ở trong Python chúng ta có thể truy cập từng phần tử một của dãy A bất kỳ, và chúng ta sẽ có thể in ra cái dãy A đó, nhận ta truy cập từng phần tử một, tính toán các giá trị của từng phần tử một của A. Và sẽ có hai cách để chúng ta duyệt. Đấy, thì cách thứ nhất là chúng ta cả hai cái duyệt này đều dùng lệnh for. Cách thứ nhất là chúng ta là duyệt trên từng chỉ số một của A, của dãy A, và dùng cái hàm range như chúng ta đã biết. For, biểu tôi in ra cái dãy A. For in range mở ngoặc len A, đây là cách mà hay dùng nhất. A đó chấm đúng không? Là for in range len A. Cái hay là cái hàm range này nó rất trùng lập với cái cách chúng ta làm chỉ số. Như vậy là range len A, chúng ta nhớ lại range len A chính là dãy các cái giá trị từ 0 cho len A chỉ một, nó chính là dãy các cái chỉ số của A, rất chính xác rồi. Bây giờ tôi sẽ à, cái AI ra như này. AI, thì đây là cái in ra các phần tử cùng dãy A. Nếu để như này, tôi enter ngay thì nó sẽ in ra, và lệnh print thì in xong nó xuống dòng như này. Xuống dòng, chuyên lệnh này sẽ in ra là các phần tử của A là mỗi phần tử trên một dòng. Tôi enter thử nhé. In ra trên dòng thứ nhất là 100, dòng thứ hai là 8, dòng thứ ba là 10. Bây giờ tôi muốn in ra trên một hàng ngang thì làm như nào? Làm như sau. Đây, for i in range len A, à, tôi dùng cái lệnh này là lệnh in i, nhưng mà lệnh in của AI, nhưng không phải là tôi đóng ngoặc ngay như ở trên này nhé, không phải như này, mà bây giờ tôi làm cho tôi có dấu phẩy và thêm một cái đối số n bằng như này. Đấy. Như vậy ở đây chúng ta thấy là lệnh print đã khác trước rồi, đã có thêm một cái cách viết một cái đối số là n bằng dấu cách. Thì cái tham cái này nó sẽ mô tả cái n bằng dấu cách, nó sẽ ý nghĩa nó như sau. Ý nghĩa là sau khi in print
Sau khi in cái A y ra thì không xuống dòng mà sẽ in ra cái dấu cách. Như vậy đây là cái lệnh là cái toàn bộ lệnh này là gì? Là in ra tất cả các phần tử của dãy A trên một hàng ngang. Trên hàng ngang. Enter nhé. In ra trên một hàng ngang. Rất là như vậy cái lệnh print cho thấy là có sự khác biệt đấy. Có một sự khác biệt là khác với bình thường. Bình thường là chỉ như này thôi. Còn đây chúng ta sẽ thêm một cái tham số nữa mà trên này lại không có. Đấy, trên này lại không có, đây nó có. Em thì được cái này là rất hay dùng. Rất hay dùng ở trên thực tế. Khi in gần đi ra một cái dãy các phần tử mà trên hàng ngang thì chúng ta thêm cái n ở cuối. Còn không có n ở cuối thì nó sẽ xuống dòng. Chưa? Đấy, nhưng mà đây là cái lệnh, một lệnh rất là một cái lệnh rất hay dùng là để gọi là duyệt các phần tử của A. Bây giờ tôi mô tả lệnh thứ hai. Lệnh thứ hai này còn hay nữa này. Lệnh thứ hai là cái lệnh mà nó sẽ mô tả được bản chất của cái lệnh duyệt for, lệnh for. Là như sau. Tôi có thể trên là duyệt từ của A nhưng mà thông qua cái hàm range, thông qua các cái dùng hàm range để chúng ta chỉ vào từng phần tử một của A thông qua chỉ số của A. Cách thứ hai còn hay hơn là for duyệt từng phần tử một A luôn, for x in A. Đấy, thế này còn hay nữa này. Thì đây là cái lệnh là duyệt for x in A, tức là đặt cái biến x gì mà in A, tức là x gì sẽ chạy lên lượt trên A và tôi sẽ print. Cái này là cái rất hay luôn, print nhé, print x gì và trên hàng ngang tôi để như này. Cái lệnh này này, cái lệnh này là hoàn toàn tương đương với lệnh lệnh trên này nhưng mà viết ngắn hơn, ngắn hơn rất là nhiều lần, gọi là ngắn hơn. Đấy, ngắn hơn nhé, dài hình như vậy. Lệnh sau này là lệnh rất hay, lệnh sau này nó mô tả cái gì là for x in a, như vậy là nó rất là ngắn gọn như này. Bây giờ tôi sẽ mô tả lại trên 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 bảng để chúng ta hình dung nhé. Như vậy là cái lệnh duyệt, duyệt nhé, duyệt lệnh duyệt các cái phần tử của cái mảng A nhé, của cái mảng A thì có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta dùng là for i in range len A có hai chấm, sau đó là các lệnh đây nhé, khi mô tả là các lệnh đấy. Như vậy là for i in range là do cái con đường range nhé. Đấy. À, như vậy là chúng ta duyệt thông qua cái vùng chỉ số, cái range này chính là cái vùng các cái chỉ số của A nhé. Cách thứ hai là chúng ta dùng for x in A sau hai chấm, sau dưới này là lệnh. Được chưa nào? Thì hai cái này là hoàn toàn tương đương nhau. Bạn thấy không nào? Tương đương như tôi vừa mô tả rồi, nhưng mà chúng ta chú ý. Như vậy là các bạn thấy hai cái này là nó rất là giống nhau. Bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là for i in nè. For i in gì đó dưới là for x in nhé. Đấy. Ở trên thì là for in range, đúng không? In range, ở dưới là for in a, chẳng qua nó chính là nó một là một thôi. Suy ra là gì? Suy ra cái bản chất của lệnh for là như sau, là for sau làm cái biến bất kỳ biến này có thể là i xong là in 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 một đối tượng object hai chấm và đây là các lệnh. Như vậy đây chính là cái lệnh tổng quát của lệnh for đây đấy nhé. Thì các bạn thấy nhé, ở cái trường hợp một thì cái object như này, thì object trường hợp một thì nó là cái hàm range, đúng là trường hợp một. Còn trường hợp hai thì object này nó chính là a thôi, nó chính là trường hợp hai thì nó chính là a. Đấy. Như vậy là gì? Như vậy là for là cái lệnh là cho phép một cái biến là duyệt chạy trên một cái đối tượng nào đó, mà cái đối tượng đó nó cũng có thứ nhất là nó là một dãy các đối tượng khác. Như vậy là list là một đối tượng mà gồm có nhiều phần tử thì lệnh for biến in in a thì là cái biến đó chạy trên a. Còn ở trên là for in range thì bản thân range nó là một cái đối tượng ở trong Python mà chúng ta chưa học đến đây. Chúng ta hiểu đúng ra là range là một cái hàm hay là một cái đối tượng gồm các cái dãy các phần tử từ 0 đến len a chỉ một, cho nên là cái range nó vẫn là một đối tượng, nó vẫn là một cái object thôi. Cho nên là hai lệnh này là về bản chất là
là tương đương, nhưng mà cách số 2 có thế, cách viết hai là ngắn hơn hẳn, không ngắn hơn mà nhìn dễ hiểu hơn, ngắn hơn mà dễ hiểu hơn vì là dịch trên một đối tượng. Đã, chúng ta chú ý. Thì đây là những cái mà khi các bạn lần đầu tiên các bạn làm quen với Python thì cảm thấy nó rất là bỡ ngỡ, rất là khó, và chúng ta không quen, vấn đề chúng ta chưa quen. Chúng ta đã quen quá với cái môi trường Pascal rồi, chúng ta chưa quen. Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn cứ chăm chăm chỉ làm bài tập, làm nó quen ngay thôi mà, một thời gian ngắn chúng ta quen. Khi chúng ta đã quen rồi cảm thấy nó rất là thích thú, nó rất là dễ chịu. Được rồi, bây giờ chúng ta quay lại cái này nhé. Đây. Đó. Thì như vậy là đây, thì như vậy là chúng ta đã có có cái lệnh for in là cái lệnh chuyển đây rồi, đúng không? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ mô tả tiếp theo. Như vậy là khi ta cho một cái dãy A ban đầu thì có thể gắn một giá trị bất kỳ nào đó, ví dụ là 1, 2, 4 như này, thì ta làm một cách nhưng mà tôi viết như này, viết là A bằng lệnh là rất quan trọng nhé. Đây là cái lệnh là tạo một cái dãy rỗng, làm chú ý nhé. Khi đây là len A này, len A của nó bằng không này, nó cho phép lên A là bằng không, tức là A là một cái dãy rỗng. Mà rỗng rồi thì cái lệnh for in A nó không hiện ra quả for nhé, for vẫn viết là for x in A vẫn gì cả, và tôi chỉ là hoàn toàn lệnh này không lỗi thế nào cả nhé, không lỗi, mà nó không hiện gì cả bởi vì là A là rỗng, cho nên cái này không thể duyệt, không có x nào mà trên A cả, trên A cả vì A nó là rỗng. Cho nên là lệnh này là có lệnh, lệnh này là không sai, nhưng mà nó không thiện được một tí nào cả. Lệnh print x thì nó không không thiện được bởi vì không có x nào cả mà chạy trên A cả, trên A được vì A nó là rỗng. Để chúng ta chú ý nhé. Như vậy là như vậy, đây là những lệnh ban đầu của chúng ta làm quen với cái A. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ mô tả ngay các cái lệnh tiếp theo rất quan trọng đối với A, đối với dãy, vì là khác với Pascal. Pascal chúng ta phải định nghĩa ngay là cái dãy luôn độ dài là bao nhiêu, còn cái này là chúng ta có thể định là dãy bắt đầu có thể là rỗng, do đó chúng ta cần một số các lệnh lệnh thì chúng ta sẽ lên lệnh là bổ sung một từ vào A, lệnh xóa một từ của A đi như thế nào đó, thì từ đây là học sinh bắt đầu học đến những cái lệnh, các lệnh làm việc với một cái mảng A thì bắt đầu là thấy khó. Bắt đầu ở chỗ này là bắt đầu những cái lệnh là tôi nghĩ là không phải khó với học sinh, là khó với giáo viên là chính vì chúng ta chưa quen. Học sinh cũng có thể là khó là như sau nhé. Đây bây giờ ví dụ gắn trước A này một dãy bất kỳ nào đó nhé, ví dụ là 1 2 3, tôi bổ sung một phần tử vào A làm như nào, đó là một cái lệnh, thì nó viết như sau, nó viết là a chấm pen đấy, pen, và đây là gõ cái số mà bổ sung vào cuối của a, đây là cái lệnh là bổ sung phần tử vào cuối của a. Chúng ta chú ý đây này, viết rất đặc biệt, rất là khác thường, phải viết là a chấm pen 10 đấy, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta là chúng ta enter a đã được bổ sung vào cuối của 10 được bổ sung vào cuối của A. Như vậy là cái lệnh A chấm append làm cái lệnh mà dùng để có chức năng là bổ sung phần tử vào cuối của A. Lệnh này viết như sau là A chấm append. Cách viết này là cách viết thường để mô tả cho các cái phương thức làm việc của A. Đúng như vậy, đây là chính là cái phương thức như vậy. Append là một cái phương thức của đối tượng A. Nếu chúng ta mà có cái tầm nhìn cao một chút nhé, thì A là một cái đối tượng thuộc cái lớp là gì? Thuộc lớp list. Đấy. Thì gọi là khái niệm lớp là khái niệm là mô tả các cái đối tượng với chia sẻ với nhau các cái thuộc tính và các cái phương thức. Như vậy là với A là một cái đối tượng, là một cái đối tượng của cái lớp list, thì A nó sẽ có rất nhiều các cái phương thức. Đấy. Chúng ta nhớ lại nhé, chúng ta nhớ lại cái khái niệm cái này nó bên ngoài thôi, nó bên ngoài học sinh không cần biết. Tức là cái trong cái mô hình lập trình hướng hướng đối tượng ấy, thì là các cái lớp được tạo ra để mô tả các cái lớp mà dữ liệu mà tổng quát, thì một cái lớp dữ liệu đó nó tạo ra rất nhiều các cái đối tượng, và các đối tượng này chia sẻ với nhau các cái thuộc tính và các cái phương thức chính là những cái hàm
hàm để thực hiện các cái hành động hành vi trên từng đối tượng. Như vậy là a chấm append là cái phương thức làm việc với đối tượng a, là nhớ nhé, và a append 10 là bổ sung một cái phần tử vào cuối của a, chưa? Được rồi. Thế thì ở trong trong Python thì chúng ta biết là mọi mọi cái đối tượng dữ liệu đều là mọi đối mọi cái biến đều là đối tượng dữ liệu hết, và chúng ta nhớ lại có lệnh dir, biến nó lại đi đầu tiên nhé. Dir a, đây là cái lệnh mà sẽ liệt kê ra tất cả phương thức làm việc của a. Lệnh này thì ở trong sách giáo khoa là không nói, nhưng mà giáo viên rất rất cần biết cái lệnh này, là lệnh tôi là lệnh rất quan trọng. Lệnh dir là lệnh là liệt kê tất cả các phương thức làm việc với kiểu dữ liệu list, tôi enter ra thì nó sẽ liệt kê ra tất cả các phương thức sẽ làm việc được với đối tượng cái mảng A. Đấy. Đây liệt kê ra rất nhiều những cái phương thức, mà cái phương thức mà chúng ta đã học ở phía trên là phương thức append đây. Append là phương thức đầu tiên chúng ta học. Như vậy append là cái phương thức dùng để bổ sung một phần tử vào cuối của cái dãy A. Được chưa? Thì ở trong các bạn thấy như vậy, xuất ở đây này có nhiều phương thức nhá, này này, rất nhiều phương thức ở đây này. Thì ở trong Python ấy, như vậy là cái lệnh dir là cái lệnh, chúng ta nhớ lại một chút, như vậy nhắc lại một chút, lệnh dir với một cái object nào đó nhé, với một cái object bất kỳ định là vừa rồi chúng thấy a a là một object nhé, thì lệnh dir object nó sẽ gì, nó sẽ liệt kê các cái thuộc tính và phương thức. Đấy. Và phương thức của đối tượng. Cái này là cái học sinh nó không cần biết, nhưng mà nếu học sinh hỏi chúng ta có thể trả lời được nhé, trả lời được. OBJ đây. Để đi lệnh là lệnh rất quan trọng. Rồi, thì như vậy cái lệnh kia bản thân cái đối tượng list ở trong Python có rất nhiều các cái phương thức, các cái hàm hay là mô tả những cái hàm hay là các phương thức để làm việc với cái đối tượng này. Thì đây. Thì chúng ta chú ý là trong các cái phương thức của Python ấy thì người ta quy định như sau, người ta quy định hình thức thôi, là các cái phương thức nhé, chúng ta để một quy định của Python thôi. Phương thức mà bắt đầu bằng dấu cái dưới này, đấy. Một hai cái dưới này này, sau là tên nhé, là tên phương thức này, tên nhé, tên phương thức này, đấy, hoặc là như này thôi được nhé, tên nhé. Tức là những cái phương thức nào mà bắt đầu bằng dấu cái dưới đấy thì cái phương thức này người ta không muốn cho người thường biết, đó là phương thức nó gọi là phương thức hệ thống mà giấu đi, phương thức hệ thống mà không muốn cho người thường biết, chỉ chuyên gia sâu về nó người thường thì không cần biết, được chưa? Thế các bạn mà dùng lệnh đi, các bạn luôn nhìn thấy những cái phương thức mà bắt đầu và kết thúc bằng dấu bằng cái gạch dưới. Thế này chúng ta quan sát nhé. Thế này gạch dưới này, gạch dưới đây nhé, gạch dưới này rất nhiều luôn. Suốt từ đây đến đây là hệ thống hết, thì là tên ở đây này. Đó. Thì như vậy là đối với list là có rất nhiều cái phương thức gọi là phương thức hệ thống hay là phương thức riêng, phương thức mà bản thân những người lập trình họ không muốn cho người ngoài biết, chỉ chuyên gia về công nghệ thông tin rất sâu thì cần biết, còn người thường là không cần biết. Đó. Còn ở đây thứ chỉ đi append này, clear, copy này, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse và sort. Đây có 11. Như vậy là cho thấy là đối với list có 11 cái có 11 cái phương thức bình thường. Bình thường. Đấy, thì trong sách giáo khoa dạy 4, chỉ dạy cho học sinh là 4 phương thức thôi. Trong sách giáo khoa cái tri thức dạy 4 phương thức, trong sách giáo khoa cánh diều dạy 4 phương thức. Hai bên nó không trùng nhau, nhưng mà theo tôi thì giáo viên nên biết cả toàn bộ 11 cái này, thì tôi sẽ trình bày cho các bạn được cả buổi hôm nay nhé, có thể buổi sau chúng ta sẽ bổ sung thêm. Hôm nay tôi sẽ trình bày một đầu tiên trình bày một số cái phương thức mà có trong sách giáo khoa chính được coi là quan trọng, sau đó tôi sẽ nói thêm ý nghĩa của một số phương thức khác và một số phương thức quan trọng thì sang buổi sau chúng ta sẽ nói nhé. Được rồi.
Như vậy chúng ta đã biết là phương thức là những cái hàm hay các cái lệnh mà dùng để tác động lên các cái dữ liệu list. Dữ liệu list thì cái phương thức mà chúng ta học đầu tiên là phương thức append, là bổ sung một từ vào cuối của dãy. Thì bây giờ đây chúng ta bây giờ chúng ta phải làm cái bài tập là gì, là nhập từ bàn phím n n số và đưa vào một cái dãy, làm được không? Mà làm được, giao thử cho các bạn xem nhé. Bây giờ làm như sau này, tôi sẽ nhập từ bàn phím là viết một chương trình đi, để chúng ta dùng nhé. Viết một chương trình là gì, là nhập nhập từ bàn phím số n, sau đó lần lượt nhập n số và đưa vào một cái dãy, và sau đó in ra cái dãy đó. Để tôi làm bài tập đầu tiên nhé. Bài tập đầu tiên là làm bài tập mà bao giờ chị cũng phải làm đấy. Bài tập là gì, bài tập là nhập một cái bài tập dùng lập trình đấy, nhập số tự nhiên n n sau đó là nhập n số bất kỳ, n số bất kỳ, là đưa vào một cái dãy, in ra dãy đó. Đấy, đơn giản như vậy nhé. Đấy, là nhập bàn phím một cái dãy số nhé, đưa nhập n, sau đó là nhập lượt nhập nhập số nhất, nhập số thứ hai, nhập số ba, nhập số thứ n và đưa vào cái dãy đó. Tập thử cho bạn xem, nhưng rất đơn giản, chúng ta chỉ dùng lại append thôi. Như sau này, chúng ta tạo ra một cái mảng A là rỗng, mà tôi nhập cái n, nhập in đây, nhập này, input nhé, input nhập số tự nhiên n. Đây là nhập số tự nhiên n và đưa vào biến n nha. Sau đó tôi sẽ nhập n số đấy, sau đó tôi nhập n số lần n số và thông báo là vì viết là gì, cho mình viết sau nhé, là nhập số thứ nhất, nhập số thứ một, nhập số thứ hai, nhập số thứ ba, nhập số thứ n nhé. Nhập xong, nhập tới đâu là đưa vào dãy A, sau đó là in ra. Thì tôi làm cần cái vòng for i in range, lặp đúng n lần. Như vậy đây là cái vòng for n lần nhé, và cũng là như vậy, i giá trị từ 0 đến n trừ 1, và tôi sẽ nhập số thứ nhất, nhập số thứ hai, nhập số thứ n như sau này. Nhập số đó tôi giả sử là nhập số nguyên đi nhé, làm như sau này. Tôi viết làm là k bằng đây, bằng là in in nhé, đó là input, nhập số thứ mấy, nhập số thứ mấy nào, đây thứ này, trong lệnh input, sau lệnh input, trong lệnh input là phải là một sâu, mà như vậy là nhập số thứ mấy tôi sẽ phải cộng cho vào cộng với str. Str là cái hàm chuyển đổi từ số sang sang sâu, đây là y. Nếu viết y như này, viết y như này thì nó sẽ là chạy từ không đến n. Tôi muốn là máy thông báo là nhập nhập số thứ nhất, số thứ hai, tôi sẽ viết cho y cộng một vào đây đó nhé. Sau đó là cộng với dấu này. Đấy. Đây là cái lệnh là gì? Cái sâu này, cái chỗ này chính là nhập số thứ nhất, nhập số thứ một, nhập số thứ hai, nhập số thứ n và cho y chạy được từ 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 0 đến n trừ 1 và nhập lần lượt vào nhé. Nhập vào và trả trả về giá trị là k, và sau đó tôi sẽ bổ sung pen k cho vào a. Thì sau lần này thì là a đã được nhập xong, và sau đó tôi sẽ in ra và green nhé. Dãy đã nhập là in luôn, in ra cái a luôn này. Đây, cái hàm này là cái dãy chỉ nó có 7 lệnh thôi, sẽ đơn giản như này, các bạn thấy không? Các bạn có thể
là nhanh cùng tôi rồi đấy. Bây giờ tôi ghi lại nhé, tôi ghi lại cái bài hôm nay. Hôm nay là cái thư mục này, công tốc đây, của project đây. Hôm nay chúng ta là nhập nhập chạy số nhá, chạy số chạy thử số đúng không nhá. Đây là một trình đơn giản như vậy thôi nhé. Chúng ta bấm nút này để chạy thử nhé. Đây dưới này này nhá, tôi nhập số, tôi nhập là 3, nhập số 3 vào đây nhé, 3 này. Đấy. Thì báo là nhập số thứ nhất là 67, enter. Nhập số thứ hai là số 7, nhập số thứ ba tôi nhập là trừ 99, thì máy sẽ in ra ngay. Tôi đã nhập là 677 trừ 99 và đưa vào một cái dãy, đưa vào một cái list, như vậy là chính xác. Thấy không nào? Như vậy là đây là môn trình rất đơn giản thôi ở trên Python, nhưng mà chúng ta đã sử dụng cái hàm, sử dụng cái phương thức append, phương thức đầu tiên chúng ta học rất đơn giản. Được chưa? Đấy. Nhưng chúng ta ghi lại bài này nhé. Bây giờ tôi quay lại đây. Bây giờ tôi sẽ nói thêm các cái hàm khác nhé. Vậy append là lệnh đầu tiên rồi. Bây giờ tôi mô tả tiếp theo một cái hàm nữa rất quan trọng, là cái hàm là bổ sung phân tử vào, nhưng mà không nhất thiết bổ sung vào cuối. Tôi đây bổ sung vào giữa, vào đầu của dãy A đó. Đặc biệt là A của tôi đây nhé. A của tôi đây là 1, 2, 3, 10. Bây giờ tôi muốn bổ sung phân tử vào vào sau số 3 và trước số 10 thì làm như nào? Đấy. Thế cái làm như sau, chúng ta dùng lệnh a chấm insert, nhưng mà insert là cái lệnh là chèn. Insert chèn. Thì nó có hai cái, một là cái hai cái đôi số. Đối số nhất là cái chỉ số, cái vị trí cần chèn vào, và hai là cái đối tượng. Giả sử tôi muốn chèn vào cái số 100 vào sau số 3 và trước số 10. Số 3 là vào vị trí vào sau 3 và trước 10. Thì số 10 là cái số là ở vị trí là 0 1 2 3 4. Vậy tôi sẽ chèn vào vị trí 4 và chèn vào 100. Đây là như vậy là cái số 100 này sẽ chèn vào đúng ở vị trí thứ tư, vị trí số 010, từ từ nhé. Ở đây là 0 này, 1 này, 2, đây là vị trí thứ ba nhé, vị trí 3. Và vị trí số 3, thứ ba nhé. Tại chỉ số 3 và 100 vào thì nó sẽ chèn vào là sau số 3 và trước số 10. Enter đây. Enter thì A này, A nó chèn vào cái 100 là sau 3 và trước 10. Bây giờ tôi muốn chèn một cái số là 1000 nhưng vào đầu của A, làm như nào? Đây, đừng xong. Insert. Vào đầu, chèn vào vị trí 0 mà chèn vào 1000. Thì đây là cái số. Nó chèn 1000 vào đầu của A. Thế như vậy A đây. Đấy chưa? Như vậy là insert là cái lệnh là nó có ý nghĩa như sau nhé. Insert là cái lệnh là nó gồm có hai cái tham số. Tham số đây là cái chỉ số mà nó cần chèn vào, là cái vị trí cần chèn vào. Thứ hai là cái giá trị cần chèn vào. Append là luôn chèn vào cuối thì nó đơn giản thế này thôi. Còn insert thì nó phải có hai cái tham biến. Một tham biến là cái chỉ số cần chèn và hai là giá trị. Như vậy là cái lệnh đây, tổng quát của cái lệnh insert nó có hai tham số. Tham số thứ nhất tức là chỉ số cần chèn và hai là giá trị cần chèn. Được chưa? Thì tôi thấy là nó rất là khác với Pascal. Pascal chúng ta có sẵn dãy rồi, chúng ta chỉ gán thôi. Đối với Pascal là thêm phần tử, bớt phần tử là chỉ có gán thôi. Thằng này thì không, thằng này là chúng ta là không gán, mà chúng ta phải làm như này. Lệnh gán chỉ số chỉ là cái lệnh là thay đổi phần tử, thay đổi giá trị của một phần tử của dãy thôi. Còn đây là cái lệnh là chúng ta thêm bớt vào. Lệnh insert nó là như vậy nhé. Rồi, đó là lệnh số 2.
điều tôi mô tả lệnh thứ ba. Như vậy là với append và insert là hai lệnh có trong sách giáo khoa, sách khoa mà tôi viết đấy, phần mà tôi viết đấy, phần mà của sách cái chính thức nhé. Lệnh thứ ba là cái lệnh xóa, là lệnh remove, là chúng ta sẽ xóa phần tử của A đi. Thì là như sau, chúng ta chỉ viết A chấm remove và chúng ta gõ cái phần tử muốn xóa. Ví dụ tôi muốn xóa cái số 1 đi, tôi để như này thì để xóa đi, vẽ A này, cái súng chỉ rõ cái phần thử đó nhé. Một cái lệnh xóa nữa mà tôi muốn nói thêm là cũng rất là hay, là nếu chúng ta mà biết 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 chúng ta biết cái phần thử đó giá trị là như nào, chúng ta dùng lệnh remove. Còn chúng ta muốn xóa trực tiếp một cái chỉ số phần tử, ví dụ tôi muốn xóa phần thử đầu tiên của A thì là tôi dùng lệnh del del A. Đây là cái lệnh là xóa một cái phần tử với chỉ số cho trước, được chưa? Xóa đen A, là đen 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 của A là không hay một gì đó. Đây là A, đây là xóa phần tử đầu tiên nhé. Thì để như này, thì như vậy A nó sẽ tự xóa đi. Lệnh đen là một lệnh cũng rất là hay. Rồi tiếp theo một lệnh nữa trong sách cũng nói là lệnh xóa toàn bộ phần tử của A đi, lệnh này, lệnh A chấm kia kia toàn bộ đi, lấy A này, toàn được chưa? Như vậy là đây là như vậy là như vậy là bốn cái lệnh, lệnh append này, lệnh append là một này, lệnh insert là hai này, lệnh remove là ba này, và lệnh clear là bốn này, là cái lệnh là bốn thuộc tính mà có trong sách. Còn đen là một lệnh đặc biệt, đen là một lệnh nói thêm bên ngoài thôi. Đấy, thấy chưa? Sau thì append này, insert, remove và clear là những lệnh này trong có trong sách. Bây giờ tôi nói thêm ý nghĩa thêm một số lệnh khác nhé để chúng ta hình dung nhé. Đây, một lệnh khác nhé rất hay dùng nữa là đây là nói bên ngoài thôi nhưng mà chúng ta nên biết này. Tôi sẽ mô tả luôn này. Một lệnh rất quan trọng là cái lệnh mà tôi sẽ bổ sung vào cuối của A, không phải là một phần tử mà nhiều phần tử cùng một lúc. Tức là tôi bổ sung vào là như là một dãy khác ấy nhé. Ví dụ đấy ví dụ A nhé. A là chữ A là 1 2 và B. B là 10 11 12. Tôi muốn bổ sung B vào cuối của A. Lệnh nào dùng lệnh là extend. Extend là mở rộng dãy A ra. Đây tôi viết nha, tôi viết là a chấm extend. Đây này là không có trong sách nhé, nhưng mà là nhưng mà đây. A extend b. Đây, thì lệnh này là a nó sẽ mở rộng ra, là bổ sung 3 phần tử của cuối vào đây và cuối của a này nhé. Đó. Được chưa? Đây. Là lệnh extend. Tiếp theo nữa là một lệnh rất rất hay nữa là lệnh lệnh cao. Lệnh cao là lệnh đếm, đếm xem một tử là một tử đó nó lặp lại ở trong dãy là bao nhiêu lần. Đếm lệnh bệnh rất hay. Tôi giả sử nhé, tôi giả sử A của chúng ta đây, A của A chúng ta gồm có là 1 này, 2 này, 1 này, 10 này, 0 này, 2 này, 1 này. Đây nhé. Thì A chấm cao cao đây, một đếm như là em một kia được lặp lại cho A là bao nhiêu lần, là 3 lần. Bây giờ A muốn đếm một phần tử đi cao đếm cứ mưa chẳng hạn thì nó hiện ra là cái này là một. Bây giờ đếm một cửa không có A thì nó trở lại là không. Thì cho cái giá trị là không. Như lệnh cao là một lệnh rất là hay, rất là đơn giản. Lệnh cao nó có một cái lệnh cao này, vì tôi viết a chấm nhé, a cao này là chỉ có một giá trị thôi, xin lỗi, có một giá trị thôi. Có một ý nghĩa như mình vậy rồi là đếm đếm số lần lặp của một giá trị hay một cụm phần tử ở trong dãy A cho trước.
lệnh cao nhé. Như vậy là chúng ta cao chúng ta biết rồi, extend biết rồi này. Tiếp theo là cái lệnh 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 là lệnh index, là lệnh như sau. Lệnh là sẽ trả lại cái chỉ số đầu tiên gặp được của phần tử ở trong dãy A, nếu mà phần tử đó nằm ở trong A. Còn nếu không có trong A, nó sẽ báo lỗi. Đây chúng ta đây ví dụ như A chúng ta đang là như này nhé. Đây A của chúng ta đang là cái này. A của chúng ta đây nhé, A đang là cái này nhé. Bây giờ tôi kiểm tra xem cái số 10 nằm ở vị trí nào. Tôi viết là A chấm index. Đây là 10. 10. Nó trả về vị trí đầu tiên gặp số 10 là ở cái vị trí số 3. Đây này. Chỉ số 3 đây là 0 này, đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3. Đúng, là 3. Giả sử là tôi tìm một chỗ khác đi, index của 1 đi. Đấy, thì nó sẽ trở về là đâu, là 0, vì là cái số lần đầu tiên gặp là sẽ là 0 nhé. Thì đối với index ta sẽ có thêm một cái lựa chọn hay hơn nữa là như này, index ta mở ngoặc ra đúng không? Như vậy là gì? Nó là value, là start và stop, nó là value start và stop là như sau. Đây là dạng tổng quát của index, là nó trả về cái vị trí đầu tiên của cái giá trị value này nằm nằm ở trong cái nằm bắt nằm ở trong khoảng từ start đến trước stop. Đấy, này là như vậy nhé. Một cái này chúng ta ít dùng lắm, nhưng mà tôi mô tả đây chúng ta hình dung như vậy. Đây là cái khuôn dạng tổng quát của cái lệnh index. Mặc định thì không có cái không có cái start stop này, thì start của nó là không, còn stop nó chỉ bằng lambda. Vậy là để chỉ nằm trong cái khoảng start đến stop nhé. Đó là index đấy. Được chưa? Rồi. Còn lại như lại còn lại thì để buổi sau tôi sẽ nói. Hôm nay là chúng ta không nói chuyện nó nhiều quá, các bạn sẽ lẫn mất. Như vậy là hôm nay chúng ta đã vừa học xong, là tôi vừa nhắc các bạn xong là lệnh append là một này, lệnh rất quan trọng. Lệnh clear là hai, nhắc lại những append là bổ sung phần tử vào cuối của dãy này. Lệnh clear này, lệnh xóa toàn bộ này, lệnh count, lệnh đếm này, đếm số lần lập của phần tử của dãy này. Lệnh extend là mở rộng ra phía cuối, không phải mở rộng ra một phần tử, mở rộng ra nhiều phần tử, tức là cái đầu vào của nó là một cái dãy khác nhé, đưa hẳn một dãy khác vào cuối của cái dãy hiện thời. Lệnh index là lệnh là chỉ ra cái chỉ số đầu tiên của một cái phần tử ở trong dãy đã cho. Lệnh insert là lệnh gì, là lệnh là chèn một phần tử vào bất kỳ phần tử một vị trí nào của dãy. Lệnh remove là cái lệnh là xóa một phần tử của dãy. Còn lại lệnh copy, lệnh lệnh pop, lệnh reverse và lệnh sort thì để buổi sau tôi sẽ nói. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở chỗ này thôi, chúng ta không rồi như vậy nên đấy. Như vậy là tôi vừa mới trình bày xong rất rất đơn giản một số những cái gọi là những cái phương thức đơn giản nhất để chúng ta làm việc với dãy, được chưa? Đấy. Như vậy các bạn biết là như vậy dãy ở trong trong Python nó làm kiểu dữ liệu là mảng, chính là mảng một chiều, và nó là tương đương như là dữ liệu mảng ở trong Pascal và C, nhưng mà trong Python là nó khác biệt. Mà chúng ta chú ý khác biệt này là rất 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 là khác, rất lớn so với Pascal. Mà giáo viên chúng ta lại quen, quá quen với cái Pascal rồi, cho nên nhiều người sẽ bỡ ngỡ. Thì tôi sẽ dần từ nay nghĩ buổi sau nữa tôi sẽ nói sự khác biệt nữa để chúng ta hình dung được, để chúng ta làm quen, đừng có nhầm lẫn sang cái mảng cũ. Và khi mà dạy cho học sinh phần này, chúng ta chú ý chúng ta không không nhắc lại khái niệm mảng của Pascal, chúng ta quên hẳn đi, và chúng ta dạy thẳng vào khái niệm list, vừa và coi đây là mảng của Python, và chúng ta mô tả thẳng ý nghĩa của nó trên bảng, nhìn nhìn tôi vẫn nói nhé. Được rồi, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một vài cái bài tập mà đơn giản nhé, một vài thêm một vài ý niệm, một vài bài tập đơn giản. Ví dụ như này, ví dụ như bây giờ tôi
Tôi muốn là đây, tôi muốn là nhập nhanh một cái cho trước bài tập nhé, cho trước số n và tạo nhanh một cái list bao gồm có số từ 1 đến n, thì làm như nào, làm nhanh được không? Thì tôi cho n bằng bằng 100 và tôi muốn nhập tạo nhanh một cái list gồm có vật từ 1 cho đến 100, thì có làm được không nhỉ? Tôi làm được. Chúng ta có hai cách, cách nhất là như sau nhé. Tôi cho a bằng, tôi gán a bằng bằng rỗng này, cho tôi for in range n. Y này nó sẽ gì, y chạy từ 0 cho đến n trừ 1, nhưng mà tôi muốn gán, tôi muốn tạo ra cái list là từ 0 đến n cơ, là từ 1 đến n cơ, thì làm như sau. Tôi viết là a chấm pen, pen là y cộng 1. Mà bây giờ a chính là cái, a chính là cái dãy là gọi là 100 phần tử, được chưa? À, như vậy nó khá nhanh đấy. Đó là cách thứ nhất nhé. Cách thứ hai còn nhanh nhanh hơn nữa này. Cách thứ hai như sau nhé. Cách thứ hai là tôi chỉ viết dùng cái hàm bảng thêm list, cái từ list nó là một hàm đấy. Thì tôi trước khi mà dạy phần này tôi sẽ nói sang cái này. Chúng ta trước chúng ta như vậy, bản thân cái list nó là tên, nó là tên của kiểu dữ liệu mảng, nhưng mà bản thân nó là một hàm. Chúng ta biết là trong trong Python thì tất cả những kiểu dữ liệu in nhé, chúng ta nhớ là in nhé, in cũng là một hàm đổi từ dữ liệu từ sâu, từ số thực sang số nguyên. Float là kiểu dữ liệu nguyên, dữ liệu thực thì float cũng là một hàm, hàm hàm float là cái hàm mà đổi dữ liệu từ sâu và từ số nguyên sang số thực. SQL là tên kiểu dữ liệu là sâu, nó là một cái hàm chuyển đổi từ số sang sâu. Thì list cũng vậy, list là một cái hàm chuyển đổi từ kiểu dữ liệu khác sang kiểu dữ liệu list, đặc biệt là nó chuyển đổi từ kiểu dữ liệu range sang list. Cái đầu vào của cái hàm list này nó phải làm, nó phải làm cái đối tượng, mà đối tượng này nó có dạng như là dãy. Cái làm như sau nhé. Đây bây giờ tôi muốn tạo ra n cho trước, n là 100 đây nhá, n là 100 đây. Bây giờ tôi muốn tạo ra một cái dãy gồm các phần tử từ 1 đến 100. Đây là cách nhất. Cái này cũng hay rồi, cũng rất nhanh, cái hàng còn nhanh hơn nữa. Ta dùng cái gì? Ta dùng là list. Dùng range. Bắt đầu từ 1 đúng không? Và kết thúc là 100, kết thúc là n cộng 1. Đây là chính là cái lệnh là gì? Chuyển đổi cái dãy dãy phần tử range từ 1 đến n. N nhé, tôi viết n cộng 1, 1 đến n và dùng cái hàm list để chuyển sang là sang a. Đây chính là cái lệnh để mà ta tạo nhanh vậy à, thấy nào, rất nhanh. Mình có thấy đây là lệnh rất là nhanh đúng không, rất nhanh, dùng một lệnh thôi là chúng ta tạo được cái phần tử của a nhé. Bây giờ tôi làm tiếp này, bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ tôi muốn tôi muốn in ra cho trước n đi, tôi vẫn lên giản n bằng 100 nhé, n bằng bằng 100 nhé. Bây giờ tôi tạo một dãy A gồm các phân tử là không bình phương, một bình phương, hai bình phương và n trừ một bình phương. Đấy. Thì làm như sau. Tức là dãy là gồm các số là k bình phương, với k là chạy từ 0 đến n trừ 1. Đấy, thì làm như sau nhé. A này. For y in range n, và tôi chỉ việc là a chấm pen y nhân y này chạy từ 0 cho đến n trừ 1, n bằng 100 đây rồi, thì tôi bổ sung cái y bình phương vào đây, y bình phương bổ sung vào a, thì a chính là dãy các phần tử là không bình phương, một bình phương, hai bình phương, cuối cùng là n trừ một bình phương, là chính là 99 bình phương. Đấy. A cũng là cái dãy này, các cái số là các bình phương, bình phương của các số từ 0, 1, 2, 3 cho đến 99. Đấy, rất là nhanh. Bây giờ tôi làm thêm một cái điều kiện thứ hai nhé. Bây giờ như này, bây giờ cho phức tạp hơn đi. Nhé. Phức tạp hơn đi. Tôi sẽ để cho các bạn là cùng làm bài tập nhé. Bây giờ như này, cho trước n bài tập.
nhanh ấy, chúng ta làm nhanh, bài tập nhanh này, bài tập này. Cho trước N hay tạo một dãy A, tạo một cái dãy A nhé, tạo một cái dãy A gồm các cái phần tử, các phần tử là số chính phương, là số chính phương mà nhỏ hơn bằng n, được chính phương lớn lớn bằng không nhỏ hơn bằng n. Sao con có làm được không? Thế này. Cho trước n, n là số bất kỳ, n có thể là do là 10 hay là 20 hay là y ra tất cả các số chính phương nhỏ hơn bằng n. Đó. Ví dụ thế em cho n bằng bằng 1.000 chẳng hạn, y ra các số là bình phương đúng nhưng mà nằm trong khoảng không chấm cho đến 1.000. Đây là 1.000. Thì làm như thế nào? Thì bài này có rất nhiều cách làm khác nhau nhé. Thì một cách làm bằng như thế này, chúng ta sẽ duyệt, chúng ta sẽ lấy chúng ta sẽ lấy cái số là căn bằng 2 của n và chúng ta làm tròn xuống, làm tròn xuống nhé. Sau chúng ta sẽ duyệt, chúng ta sẽ làm giống ở trên, chúng ta giữ một phía này, chúng ta bình phương của tất cả số đó là xong nhé. Chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ cái chỗ làm tròn xuống nó hơi phức tạp một chút nhé, vì chúng ta chưa học đến cái lệnh làm tròn xuống. Không sao đâu, bây giờ như này nhé, thật ra là không sao, bây giờ chúng ta thế này chứ. Mà có nhiều nhiều cái làm khác nhau nhưng mà để tôi chọn một cái nhé. Bây giờ tôi lấy một số tôi gọi là m đi, đặt bằng là m2 của n, tôi lấy n mũ 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 không không bằng hai này nhé. Chưa học đến cái hàm hàm mà chưa học đến cái hàm mà bây giờ muốn cho nó tròn số, thật ra là không cần tròn số. Để được, để mà nguyên như này nhé, để nguyên như này. Rồi sau đó tôi làm như sau, đây chính là cái số m, là chính là căn bằng hai của n đấy, căn bằng hai của n. Được rồi, bây giờ tôi làm như sau, em cho k bằng không nhé, k bằng không và tôi làm một vòng lặp như sau. A rồi thì y trong khi mà k, trong khi mà k mũ k hay là k nhỏ hơn hoặc bằng m, lớn đây m thì thôi tôi bỏ qua, đúng không nào? Trong khi k nhỏ hơn m thì tôi làm như sau, không từ từ đã nhé, tôi... đúng đấy, k nhỏ hơn m thì là m căn thì k bình phương nhỏ hơn bằng n mà, đúng không nào? Tôi pen pen k k, nó tôi dùng k lên một cái vị thôi, khi nào mà k vượt quá m thôi thì dừng lại nhé. Đấy, đây là quay làm a đây, a tức là các số bình phương, bình phương mà các số là chính phương nhưng mà là nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đấy. Đây là một cách, có rất nhiều cách làm khác nhau nhé. Đây là một cách các bạn có thể các bạn có thể suy nghĩ thêm và đưa thêm nhiều cái lời giải khác vào, nhưng mà chúng ta thấy là đối với dãy chúng ta có rất nhiều cách chúng ta làm việc với nó rất là hay. Tôi vừa trình bày xong một vài cái nhé, được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm tiếp một bài nữa cho ta hình dung nhé. Bây giờ như này, bây giờ chúng ta sẽ quay lại như sau này. Bây giờ chúng ta làm một tập sau đây này, cho trước bằng cái số k và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem k có phải là nguyên tố hay không, một cái tập như thế nhé. Chúng ta chưa học hàm, chúng ta cứ làm đơn giản nhé. Bây giờ k bài tập như sau này, bài tập là bài tập tiếp theo này, cho trước số n đi, số n kiểm tra xem n là nguyên tố hay không.
kiểm tra xem N có là nguyên tố hay không nhé. Anh cho chị hậu hàm thì tôi làm sao, tôi sẽ em cho chữ N và tôi sẽ tạo ra một cái, tôi tạo một cái biến, tạo một cái biến sau, tạo một cái biến đặt tên là B nhé. Thì nếu mà B bằng chu thì khi và chỉ khi N là nguyên tố. Thì tôi viết một chương trình ngắn ngắn để mà kiểm tra. Nếu mà B là hợp số không nguyên tố thì là B sẽ bằng false, còn ngược lại thì là B N là nguyên tố thì B sẽ là true nhé. Thì cách làm như sau, có nhiều cách làm để ta kiểm tra cái này. Chúng ta sẽ chỉ cần kiểm ta chỉ cần gì kiểm tra xem là N là có bao nhiêu kiểm tra xem là không, không cần như vậy. Chúng ta chỉ kiểm tra như này nhé, cách làm như sau này. Theo có nhiều cách làm, có nhiều cách để giải bài này nhé, có nhiều cách để giải bài này, từ dễ đến khó để giải bài này, để giải bài này nhé. Bài tập này cách thứ nhất là chúng ta đếm đếm số các cái ước số, các cái ước số của N tính từ 1, tính từ 1 đến N. Thì nếu mà cái số này, nếu mà cái số đếm này, cái số này, số đếm này này mà bằng 2 thì suy ra là suy chỉ khi là N là, nếu mà số của N mà tính từ 1 N trừ 1 đi thì nếu cái này bằng 1 thì khi chỉ khi là N là nguyên tố nhé. Ví dụ như vậy. Hoặc cách thứ hai nhanh hơn, chúng ta chúng ta kiểm tra tính từ số 2 và tăng cho đến maximum là căn n hay là n chia 2 này, căn n đi, hoặc là n chia 2 như này được, chia 2 cộng 1 như này, chia 2 nhé. Thì nếu mà gặp mà ước của n thì lập tức suy ra là n là hợp số, n là hợp số. Đấy. Được chưa? Thì mình tôi mô tả một cái trình nhé. Cái phần này vì hiện nay chúng ta chưa học đến cái hàm, thật ra là đưa vào một cái hàm này hay hơn rất nhiều lần, nhưng mà trong chương trình của chúng ta cái hàm nó lại phần nữa ở phần sau. Thì phần nào chúng ta cũng để cho học sinh làm những bài tập nhỏ như này trước nhé. Nhưng mà nhập thì n là nhập một cái số từ bàn phím này, sau là kiểm tra thông báo ra bên ngoài nhé. Đây thì tôi làm cái chương trình ngắn ở ngay trên này thôi nhé. Đây như vậy, n đã cho là bất kỳ nhé, như là 3, 19 chẳng hạn, làm số tôi biết là nguyên tố hay không này. Rồi bây giờ tôi làm như sau nhé. Tôi viết b bằng, đầu tiên tôi cho b bằng nhé, được kiểm tra nhé, bây giờ if này, if n mà nhỏ hơn 2 thì lập tức là gì, lập tức là tôi đặt b máy luôn, đặt b bằng và b bằng false, thì với số các số mà không mà nhỏ hơn hẳn 2 thì nó n không không bao giờ là nguyên tố nhé. Rồi với n nhỏ bằng 2 thì là đoán luôn. Bị ngược lại với n lớn 2 thì làm như sau này. Đúng này viết là với else đây mà thôi được. Viết luôn này dễ nhé, viết lệnh dễ nhé. If n này nhỏ hơn 2 thì đặt là b bằng false. Yeah, false. Còn else. Else sẽ làm như sau. Else sẽ làm như sau. Tôi lấy em là tôi lấy k bằng tính từ 2 trở đi được không nào, 2 mình là y k chừng nào mà k mà còn nhỏ hơn
học bằng là n mũ n nhỏ hơn 2, nhỏ hơn 2 n n n cho k n là không 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 là gốc của k được. Thì tôi tăng lên một đơn vị. Ui rồi, gọi rồi. N YK N à, được hai dấu bằng rồi sai. Tôi viết lại như này nhé. Đây, tôi viết lại như này. Đây hành trình mà tôi viết được. Đây nha, đây này. Đây. Chừng nào đây này n hoặc chứ hả, hoặc và chừng nào mà là k còn nhỏ hơn cái này n và k không phải là ước của n thì tôi tăng k lên một vị, tăng k lên một đơn vị, k bằng k cộng một, k bằng k cộng một. Được rồi, mà tới đây khi mà nó sai thế nào, khi mà k lớn hơn n trừ 2, lớn lên n trừ 2 hoặc là k mà chia cho mà là k ước của n thì tôi kiểm tra đây nhé, if này, if và n chia cho k bằng bằng không ấy thì tôi đặt b bằng font không thì n không 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 phải là nguyên tố nhé, ngược lại em b bằng là kia em đã chương trình để mô tả một cái em là một cái phân tử n có phải là có phải nguyên tố hay không nhé. Để kiểm tra b này, b này là form như vậy là cái tố cái 319 không 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 phải là nguyên tố. Giờ nhớ cái gì này nhá, đây là đoạn chương trình ngắn thôi nhưng mà để mô tả cái chuyện đó. Đấy, bây giờ tôi kiểm tra lại một nữa nhé, bây giờ cho n bằng bằng một lên một đi, tôi trở lại cái này nhé, đúng cái đây là đây chính là cái đoạn chương trình để mô tả xem là n là nguyên tố hay không đấy. B đây nhé, b bằng thu, vậy là n là nguyên tố. Như vậy đây là đoạn chương trình ngắn thôi nhưng mà đúng, mà tương đối là chặt chẽ, được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi làm như sau. Bây giờ là đề bài của tôi là như thế này. À, cho trước số n. Đã. Bây giờ cho trước số n bất kỳ, đây là bằng 100 đây. Tôi cần tạo ra một dãy A bao gồm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 100. Đấy. Tôi tạo một dãy A, tạo nhanh nhé, tạo nhanh một dãy A. Đấy. Tạo nhanh dãy A gồm các số nguyên tố nhỏ hơn n. Yeah. Đấy, thì làm sao chúng ta phải dùng lại cái này nhé, dùng lại cái này thì chúng ta kiểm tra ở đây là chúng ta n mất rồi, ở đây là chúng ta dùng biến b, dùng biến n rồi, ở đây chúng ta dùng biến khác đây nhé. À, tạo nhanh dãy A gồm các phân tử sửa lại sao tôi vẫn sửa lại được mà. Như vậy là n tôi cho vào 100 rồi. Mà tôi dùng m thay vào đây nhé, m ở đây thay vào đây nhé. Tôi làm như này này. Vì a bằng rỗng này. Được chưa? Sau đó tôi làm đơn giản nhất là tôi dùng lệnh for thôi, for m in lên từ không đúng không, từ một đúng không, từ hay từ n để cho phép bất kỳ mà được. For m in range n được chưa, tôi kiểm tra làm như sau, tôi kiểm tra tôi làm như sau, tôi mới dùng lệnh này đây, if copy lại lên cái này nhé, tôi copy lại cái này đấy. Ra một tí các bạn thấy không? Có hàm nó ảnh như thế này. Đấy, lại cái này.
Nhưng mà tôi sửa cái n bằng m đây, bằng m, sửa cái này bằng m. Bạn thấy như vậy trong môi trường tính toán này hoàn toàn tạo lập trình như bình thường luôn, chả hiểu gì cả. Chứ tôi nói là nó là từng dòng một. Như vậy là if đây, if chữ này, if m nhỏ hơn 2 thì b bằng false này, đúng không? If ở đây là cái là L, mình ngược lại L sai nhỉ, L đang sai. If ở đây nhá, đây mình bị sai này. For ở đây nhá. For ở đây như vậy mà 4 ở đây nó phải là 1 2 3 4 thì bị tất cả bị ngoài hết bị sai nhé. Đấy. 3 4 rồi. Các bạn chương trình hay hơn mà tôi để này thành những chỉnh được này rồi được chưa, chỗ này là hết cái lệnh ít nhé, lệnh ít thì tôi mới đây mới đưa vào đây để cả hàng nữa này, cả hàng hôm nay nhé, cả hàng này đấy. Nếu if b đấy, b thì tôi mới đưa a pen pen m. Vậy tất cả chỗ này là làm cho vào là for nhé. N đây là N là 100 nhé, A bằng từng này nhé, M là cho M chạy từ 0 cho đến N trừ 1 này. Đấy. Thế là kiểm tra. Nếu M là nguyên tố thì bổ sung M vào A đây. Thì đoạn này là chính là cái đoạn chương trình mà kiểm tra xem M có phải nguyên tố hay không này. Đấy. Thì mai kia chúng ta có một cái hàm riêng thì chỉ cần mô tả tức là if nguyên tố M là xong, nhưng mà vì chúng ta chưa dạy hàm, chưa có hàm chúng ta dùng cái này. Đó, được rồi nhé. Tôi xong lại kiểm tra đúng không sai nhé. Sao chúng ta sửa thì không có gì cả. Được chưa? Xong. Xong. Như vậy A bây giờ đã là tổng hợp tất cả các số nguyên tố từ nhỏ hơn 100. Như vậy là ngay từ ở đây, ngay từ cái bài này chúng ta đã làm được với làm khá khá những cái bài tập khó khó của dãy rồi. Chỉ dùng một lệnh for thôi. Lệnh for rồi một số các lệnh điều khiển đơn giản nhất của Python. Được chưa? Mà chưa chưa cần sâu sắc gì về, chưa cần tìm hiểu sâu về 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 mảng, chúng ta làm những bài tập này rồi. À, sang cái phần hàm chúng ta sẽ làm những bài tập sâu hơn nữa, được chưa? Thôi phần này bây giờ tôi sẽ thành chương trình chúng ta dùng lệnh nhân, bây giờ tôi sẽ sửa thành một chương trình là nhập từ bàn phím một số n bất kỳ và in ra cái dãy gồm các nguyên tố, số nguyên tố nhỏ n m. Bài số 2, bài số 2 là nhập số n và tạo dãy các số nguyên tố nhỏ n nào. Được chưa? Đầu tiên n tôi khai báo này in này, khai báo như là nhập bằng nhập số nguyên n. Sau đó tôi sẽ copy từ này sang đây, là có khác nghĩa tôi này, copy tập này sang nó rất đơn giản. Đây, chúng ta sẽ copy ra. Như vậy là từ chương trình kia chúng ta dễ dàng copy sang bên này từ màn hình, từ cái màn hình tương tác. Đấy. Được chưa? Và in xong tôi sẽ in ra, tôi sẽ print ra ngoài. Đấy. Một lệnh là print. Toàn lệnh rất đơn giản thôi, không có gì là khó cả. Bây giờ tôi ghi ra này, ghi ra bài này là bài là tạo nhanh dãy nguyên tố nhé, dãy nguyên tố. Đấy. Chạy thử nhá, này chạy thử nào. Bây giờ tôi nhập n bằng n, tôi nhập bằng 50 như này, 50 nhân ra có đúng không? Đấy. Là ba này. Ồ, như vậy là ba mới sai này, nó phải là từ hai cái đúng không? Chỗ này tôi bị sai rồi, nhỏ hơn bằng 2. Chỗ này hơi bị sai nhé, các bạn chú ý lại nhé. Như vậy đấy, của tôi là hơi bị sai một chút, tôi chỉnh sửa lại. VK bằng 2 nhé. Chỗ này bị sai này, chỗ này chia cho hai này, chỗ này mình sai chỗ này này nha.
Ba là nó bỏ qua, tôi không để ý nó bỏ qua cái số 2. Mình làm nào bây giờ nhỉ? Với số 2 thì nó là nguyên tố. Tôi muốn là với số 2 thì nó phải là ngoài là nguyên tố. Tôi sửa cho nó nhanh đỡ mất thời gian như này. Chủ đề tôi định làm cho thành cho tối ưu, mà tôi bỏ qua tối ưu đi, tăng thêm bỏ qua tối ưu nhé. Đây để như này, đây để như này đỡ đỡ phải tối ưu này. Như vậy ở đây nó sẽ là gì, chỉ cần là n nhỏ hơn m thôi là được, không cần bỏ cái chữ hai đi thì sẽ bình thường. Thế như này là yên tâm này nhé. Cứ gặp số mà lớn hơn mà chia cho hai, chia cho k, chia cho m, chia cho k là tự dừng dừng lại ngay. B bằng false. Đấy. Được chưa? Chạy thử đúng đúng không nào? Ôi, chạy thử bị lỗi. Bạn đợi một chút nhé. Sao lại mãi nó không dừng? Đây nhé. BK bằng 2 này. Tức là với m nhỏ hơn 2 thì không nói gì, mà thì là đặt luôn là B bằng false. Nếu mà lớn hơn bằng 2 thì ta bắt đầu từ 2 chỉ đi nhé. Và tôi chừng nào mà k còn nhỏ hơn bằng m nha, m bằng 2 đấy, đây là m bằng 2 nhé. Và cái này thì tôi tăng lên. Để tôi một chút nhé, để mà các bạn cùng 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 tôi kiểm tra đi. Nó sai ở chỗ này hết này. Nó chạy đèn nó không dừng, nó dừng ngay từ chỗ này. Chữ khác cái này thì nó mới ấy nhé. Này cũng bắt can đâu. Gì cơ? Python này có giống bắt can không thầy? Giống mà. Nếu giống thì cái câu cạnh ít phần trăm đấy thì em nghĩ là thầy phải cho là so sánh cái ca, nhưng mà Chỗ nào? cái câu cạnh ít của thầy mà cho t và t bằng không với lại t bằng chu đấy ạ. À? Ừ. Để kiểm tra nếu mà ca lớn hơn m đấy thì là b bằng chu, còn đâu là k mà nhỏ hơn thì b bằng phôn. Chỗ nào chỗ này nha. Câu này ít ít ở dưới ấy. À, cái này là chỗ nào? Thế tôi đang kiểm tra mà. Cái đoạn này là đoạn kiểm tra xem là M có là nguyên tố hay không ở chỗ này này. Đấy. Và À. nếu mà m nhỏ hơn k, cái vòng quay này mà thoát ấy, thì m k mà nhỏ hơn m đấy Ừ. thì là b bằng phôn, còn đâu là khi mà k nó lớn hơn m có nghĩa là cái vòng quay này mình chạy hết ấy, thì là số ạ. Không, tôi đợi một chút, tôi kiểm tra ở đây là nó dừng lại khi mà k bằng m đúng không nào? Và khi k bằng m, Khi mà m chia hết cho k đấy thì nó dừng lại. đây này, đây. Và Dừng lại thì là nó xuất hiện một cái ước của m đấy. đúng rồi, cứ xuất hiện ước là dừng lại ngay mà nhé, là như này này, cứ xuất Cứ hiện xuất ước hiện ước thì là dừng. khắc khắc không thì nó mới tăng lên, còn cứ cứ dừng cứ xuất hiện là dừng lại ngay, dừng lại ngay nhé. Mình sẽ so sánh k với m. K mà lớn hơn m thì b bằng chu. Còn ngược lại k mà nhỏ hơn bằng m thì b bằng phô nhỉ. Như vậy nó chạy lên đây là k nó kiểm tra từ 2 chỉ đi đúng không? Trường hợp mà Ca chạy m từ ta hai đâu đây đâu trăm. mình một chút m bằng 2, m bằng 2, ta kiểm tra m bằng 2 nó chạy như nào? Sao nó bị lỗi m bằng 2 nhé. M bằng 2 thì là cái này là nó sai luôn, nó không chạy luôn. Và chỗ này là nó dừng lại ngay.
Để tôi kiểm tra, tôi chạy một chút, tôi cho n bằng 2 xem nó là như nào nhé, n bằng 2 nó chạy ra như thế nào. Chạy ra là rỗng, như vậy là đối với 2 là nó không coi là để tôi kiểm tra, nếu mà n bằng kiểm tra n bằng 3 vẫn là rỗng. Nhưng mà có lẽ là phải làm thêm một cái nữa nhé, cho đợt cho hơi không được để cho nó đỡ bất công nhé. Tôi vẫn để đây là m, ở lại lúc nãy đây là m nhỏ hơn bằng 2 đúng không, m chia 2, tôi để lại cho đó nhé, để cho nó khỏi bị là lỗi cho đó. Nhưng mà tôi sửa, tôi làm thêm một chút nữa nhé. Ở đây nhà đây m nhỏ bằng 2 như thế này nhé, bây giờ l là cái l ít nữa đấy, thấy hơi hơi không hay lắm nhé. Em ít mà em mà bằng 2 thì tôi gán luôn luôn là b bằng luôn nhé. Đó là L thì mình làm cái này. Đấy, thì có lẽ nó sẽ đúng hơn. Tôi chạy thử lại như vậy. Hơi không hay lắm mà đành chịu vậy nhé. Ở đây hôm nay chưa phải là cái buổi tôi định hôm khác tôi sẽ nói cho mày kỹ hơn cái phần này. Vậy như là 2 3 5 11 13 17 19 đúng rồi đấy. Như vậy là tôi vào thêm, tôi đành thêm cái này. Tôi vẫn giữ nguyên là để như này thì nó hợp lý hơn, đấy, để như này này nhé. Thì k này nó không nhiều, nó vượt bằng cái m cả. Nếu mà như vậy là nếu mà k ước cái m lập tức là dừng lại ngay, là thông báo ngay là b gọi là m không phải con tố. Nó dừng lại nếu mà k mà không là ước của m là b bằng chu. Anh ơi, đây là một chương trình hơi dài một chút nhưng mà nó ở dạng đơn giản thôi, nhưng mà chưa thật là tối ưu nhé, nhưng mà làm để các bạn thấy là chúng ta vẫn với cái trình độ như là cái buổi này chúng ta có thể làm được những cái chương trình là nó phức tạp như vậy. Được rồi Thầy ơi, ơi sao đầu tiên tao có thể giả sử là cho b bằng tu luôn như vậy. Sau đó là nếu như mà m bé hơn 2 thì b bằng phôn. Ngược lại cái trường hợp m bé hơn 2 thì không, tức sẽ là là m lớn hơn cái vậy. này là nên là cái phần này là phần tôi chỉ viết đại khái. Bây giờ các bạn có thể về chỗ cái chỗ đây này, các bạn có thể về nhà sửa thoải mái nhé, có thể tối ưu hóa được rất nhiều thứ nhé. Tôi không ở đây hôm nay là tôi chỉ làm demo thôi, không tôi chưa muốn gọi là tối ưu hóa cái hàm kiểm tra nguyên tố. Thì đến sang cái phần sau, cái phần khi mô tả phần hàm ấy thì chúng ta sẽ làm kỹ hơn cái này. Hôm nay là chưa hôm nay là cái buổi tôi gọi là giới thiệu demo một chút. Tôi đang hôm nay là muốn để mua cái lệnh để mà tạo dãy nhanh thôi mà. Được chưa? Đấy, chưa không chưa phải là cái buổi gì mà hôm nay là cái buổi đầu tiên học về về khái niệm list. Để chúng ta hình dung được là như vậy là với list chúng ta làm việc có thể làm việc list giống như là mảng giống như là mảng đối với Pascal. Nhưng mà cái tư duy làm việc với mảng của Pascal nó khác tư duy làm việc với mảng của Python. Vì mảng của Python là cái mảng của đồ họa là động, chúng ta không cần khai báo trước và nó rất là đa dạng. Đấy, ý tôi là chỉ như vậy thôi, chứ hôm nay chưa phải là cái buổi chúng ta đào sâu về cái thuật toán để mà kiểm tra một số nguyên tố nhé. Cái bài toán để kiểm tra mà viết một cái hàm kiểm tra nguyên tố chúng ta sẽ làm lại cái bài này trong cái phần hàm. Hôm nay chưa phải là cái bài hàm, hôm nay vẫn là cái bài xung quanh với khái niệm là list nhé. Đó. Thế như vậy đây là không phải là buổi đầu tiên chúng ta chỉ như vậy thôi nhé. Rồi bây giờ nhắc lại một chút này, như vậy là đối với list là khi em bây giờ tôi bắt đầu dừng lại ở cái phần mà là phần từ nãy tôi nói phần là phần rất cơ bản rồi, là phần cho xe khoa chúng ta có thể dừng lại, có thể mô tả hình cho xe khoa. Bây giờ thêm một chút là nơi nâng cao một chút so với xe khoa, cái phần mà xe khoa nó không có thì tôi như sau nhé. Như vậy là chúng ta chú ý là như vậy là list là cái đối tượng dữ liệu mà chúng ta có thể dùng lệnh for để duyệt trên trên đó. Như vậy chúng ta nhắc lại nhé, như vậy là list là cái khái niệm mà chúng ta dùng lệnh for. Như vậy là bây giờ tôi khai báo một cái list A đây, list A 1 2 3 bất kỳ nhé. Đó. Và chúng ta có cái lệnh for x in A. Đấy. Mà chúng ta làm gì đó đối với A được chưa? Đấy thì bị ta cho chúng ta là dùng lệnh print x thì chẳng hạn, hay là làm gì đó để kiểm tra cái gì đó đúng không? Đấy thì lệnh for là quan trọng này, này chúng ta chú ý cái chỗ này nhé. Đấy. Thì chúng ta thấy như vậy là chúng ta biết là for in range chúng ta đã học rồi, in range n đúng không nào? Đấy.
là for i in a đấy, vì a là list thì như vậy là cái range này và list là những cái đối tượng dữ liệu mà nó hỗ trợ lệnh for đấy. Thì ở trong Python thì tất cả những kiểu dữ liệu mà hỗ trợ lệnh for như này này đấy, thì người ta gọi chung kiểu dữ liệu đó là kiểu dữ liệu tuần tự. Tôi nói thêm các bạn rất quan trọng, ở trong Python thì có một cái các kiểu dữ liệu nó gọi là kiểu dữ liệu tuần tự. Tuần tự nhé. Đấy. Nó là tiếng Anh là iterable. Đấy. Z kiểu dữ liệu tuần tự. Đấy, thì tôi nói luôn này, kiểu dữ liệu tuần tự này là những kiểu dữ liệu mà nó hỗ trợ lệnh for in như thế này. For in như này. Thì chắc ra là nó hỗ trợ cho hai lệnh. Một là lệnh là x in a. In a. Cái đây là cái toán tử in kiểm tra xem x có nằm trong a hay không. Cái này nó sẽ trả lại, nó sẽ trả lại là trả lại là true nếu x nằm trong a. Nằm trong a và trả lại là false nếu x không nằm trong a. Đúng không? Đấy, không nằm trong a. Không nằm trong a. Đấy. Và hai lệnh một lệnh in là lệnh lệnh kiểm tra, lệnh thứ hai là lệnh for x in a. Đấy, in a. Đấy, thì như vậy là lệnh for in a nó cũng hỗ trợ cả lệnh in luôn, thì hai như vậy các cái đối tượng dữ liệu mà hỗ trợ hai cái này thì người ta gọi chung là đối tượng dữ liệu tuần tự. Thì ở trong Python nó luôn, ở trong Python thì các kiểu dữ liệu tuần tự là đóng vai trò, đó là những kiểu dữ liệu quan trọng nhất, tầng quan trọng nhất của Python luôn, tuần tự rất quan trọng luôn. Để tôi đóng khung lại, chúng ta nhớ cái từ này nhé. Đấy. Rất quan trọng, phần tôi nói thẳng là đây là cần nói đây là quan trọng nhất luôn, quan trọng nhất luôn. Thì đây là một trong những cái hay của cái ngữ là gì Python. Nó những người mà nghĩ ra cái ngôn ngữ này, họ tư duy trên cái các kiểu dữ liệu tuần tự là. Nhưng mà đây là cái rất đặc biệt của Python, rất là mới. À, chúng ta hiện nay chúng ta không biết làm quen có mỗi là kiểu dữ liệu là range, mà sau range là một kiểu dữ liệu tuần tự, rồi là list là một kiểu dữ liệu tuần tự. Đến ngày hôm sau chúng ta sẽ học thêm là kiểu dữ liệu là string cũng là một kiểu dữ liệu tuần tự. Còn chúng ta còn sẽ học mai kia sẽ học thêm nhiều nữa kiểu dữ liệu tuần tự, nhưng rất nhiều, tất cả các kiểu dữ liệu cơ bản nhất ở trong Python đều là dữ liệu tuần tự hết, là hỗ trợ lệnh for. Đã chú ý. Nhưng mà cái lệnh for là cái lệnh for và in nhé. Như vậy chúng ta bắt đầu sau đây này. Bài tập là cho trước cho trước dãy A và giá trị K. Bây giờ bài tập là kiểm tra xem kiểm tra K có nằm trong A hay không. Đây chính là một trong những bài toán tìm kiếm nổi tiếng, đúng không nào? Tìm hay không? Thì cái bài toán này ở trong Python viết như sau, chỉ viết là k in đấy, đấy. Bây giờ lấy dụ a này, a bằng 1 2 5 8 10 11 0 thì 1 nhé. Thì 1 k tôi đặt bằng 0 chẳng hạn. Bây giờ kiểm tra xem k có nằm trong a hay không. Thì làm như sau là if a in a đấy. Thế là đây là dùng lệnh for đấy, dùng làm in đây. K in a, k in a là một toán tử kiểm tra xem k có nằm trong a hay không nhé. Nếu mà k nằm trong a thì trả lại là true, còn ngược lại trả lại là false. Như vậy là if k in a thì ta print nằm trong đúng không nào. Ngược lại thì là else print không nằm trong, không có nằm trong. Thế là rất là nhanh đấy. Đây k nằm trong, k bằng không đây, đúng không? Thì đây chính là cái lệnh là để kiểm tra xem là một phần tử có nằm trong dãy hay không. Đây là lệnh rất là hay của rất ngắn gọn của Python, đúng không nào?
Chúng ta biết rằng cái lệnh này mà chúng ta viết ở trên ở trong Pascal rất là dài. Ở trong Pascal chúng ta phải viết như sau này, chúng ta phải for, nếu trong trong Pascal chúng ta phải viết như này. Đây là cái viết dài như for in in range. Không, tôi viết như này, tôi viết là b bằng ở đây, được for e in range len a là viết theo đúng kiểu số đúng không? Vì là if a bằng bằng a i in ra đúng không? Tôi mới in ra là pin pin là nằm trong đó, tôi là break ra ngoài đấy. Thoát ra rồi thì tôi mới thông báo là không nằm trong, thì lại nữa là có lệnh nữa để kiểm tra bên ngoài, hơi lằng nhằng một chút. Như vậy là cái bài là cho trước một dãy A và một giá trị K, kiểm tra xem K có nằm trong K hay hạng K hay không. Nếu chúng ta mà dùng cái tư duy giống như là của Pascal thì viết rất là dài. Đây đây chỉ là một cách thôi, cái này mà chưa đủ, các bạn có thể về nhà làm nốt nhé. Bằng cách ở trong Python rất là nhanh là dùng đây, là dùng lệnh in. Như vậy là if k in a else, như vậy là k nam là một toán tử để kiểm tra xem k có nằm trong a hay không. Như vậy là như vậy chúng ta suy ra rằng là cái kiểu dữ liệu list là nó hỗ trợ chính cái này, hỗ trợ lệnh for x in a và hỗ trợ lệnh x in a. Thì như vậy là list là một kiểu dữ liệu dạng gì, dạng nó là kiểu dữ liệu tuần tự. Nhưng mà đây là phần tôi đã nói là mở rộng hơn đấy, so với sách giáo khoa. Sách giáo khoa là còn không nói cái này, sách giáo khoa chỉ nói những cái lệnh giống như là chỉ nói giống giống như là đối với mảng của Pascal. Rồi chúng ta dừng ở đây nhé. Buổi sau là tôi sẽ nói tiếp tục sâu hơn những lệnh sâu hơn nữa về list, chúng ta đi sâu hơn nữa về list nhé. Và chúng ta sẽ học những cái lệnh sâu hơn và chúng ta sẽ chuyển sang ngay kiểu dữ liệu sâu, kiểu sâu. Và như vậy cái phần sâu cũng nói phần cơ bản và phần nâng cao sang buổi sau nữa. Được chưa? Chúng ta dừng ở đây như hôm nay, dừng ở đây nhá. Được rồi ạ. Có ai hỏi gì nữa không? Ơi. Có ai có câu hỏi gì không? Thầy ơi. Ơi. Được thầy ạ. Bữa sau thầy dạy chậm chậm lại một chút thầy ơi. Thầy dạy hơi Có nhanh. nhanh nhỉ? Vâng. Ok, mình nhớ đấy nhé, xong mình chụp lại một chút. Vâng. Hôm nay các bạn Nếu nào dạy không hiểu chậm thì lại đành với các thôi bạn phải thầy xem cũng lại cái video này khổ. nhé. Ok. Thầy ơi. Ơi. Thầy cho em hỏi với ạ, cái để mình phóng to cái phông chữ ở trong cell, trong ID cell Đây ấy thì mình nhấn nút gì ấy đây đây thầy? đây đây. Cần. Đây. Chúng ta vào cái kiểm tra nhé, vào cái option này, vào option nhé. Vâng ạ. Vào cái Nhìn và nhanh này. configure này nhá. Vâng ạ. Configure chúng ta đây, chúng ta chọn phông đây này, đây này, chỗ này này. Sai Sai sai. sai nhé. Bấm thứ Sai hai thoải thì mái, các chúng ta bạn cũng chọn bất gợi kỳ ý này. bấm kẹp. To tướng thoải mái, tùy Vâng. mình nhá. Vâng ạ. Mở cái thầy ơi cho em hỏi là mấy cái video của mấy buổi học này thì lấy ở đâu Ở thầy? trong nhóm của mình nhé. Thầy vẫn đẩy trên Trên nhóm nhóm đây. mà nhé. Dạ. Đâu đâu. Tôi nhắc các bạn mà thấy tôi, nó nhanh các bạn nhắc luôn nhé, vì khi tôi cũng mà mải mải đấy mà nhé. Mải nói lại quên mất. Vâng. Thôi chúng ta dừng ở đây nhé. Dạ Em chào bảo bên thầy ạ. này. À. Dạ vâng, em chào Chào thầy. hello thầy ơi. Sao? Thầy ơi. Ôi. Dạ. Thầy ơi, Ông cứ hỏi sau đi. các buổi học á thầy có việc thầy cho tụi em làm với thầy. Cái gì cơ? Là sau những buổi nhưng sau mỗi buổi học á thầy cho một số bài tập để về nhà để tụi em làm á. Bài tập à? Ừ, cũng được. Cũng được thôi nhưng mà sợ cho bài tập các bạn là không theo mà làm. Làm như thầy làm gì Các bạn cứ mở cái cuốn sách Python cơ bản của tôi ra, các bạn túc tắc các bạn cứ làm bài một số bài đơn giản trong đã là được rồi, một số bài đơn giản thôi, trong đó cũng nhiều bài tập khó đấy. Bài tập đơn giản thôi nhé. Tiện thầy cho thầy ạ. cho tập, nhưng mà tôi sợ là không, chúng ta học về đây học cấp tốc mà 3 năm 7 học liên tục như này mà cho bài tập thì các bạn sẽ không ấy nổi. Thế là tôi sẽ cố gắng nhá, Vâng. tôi sẽ nhớ nhớ như vậy nhé.
Thôi chúng ta Vâng, nghỉ chào thầy ạ. nhé. Dạ. Ừ.